con dâu. Dạ. Cho mẹ 10 triệu. Ơ, nhưng mà vừa mấy tuần trước con đưa mẹ 10 triệu để mẹ chi tiêu trong tháng này rồi mà. Ôi trời ơi, lần này là mẹ đi chơi hội du lịch với các bạn đồng niên. 10 triệu thì làm sao đủ. Dạ. Này, mà mẹ thấy hôm trước con bảo là con lên chức trưởng phòng cơ mà. Đừng có nói với mẹ là con không có tiền đấy nhá. Thôi, nếu mà con mà không có tiền thì con cứ bảo với mẹ một câu. Thì mẹ sẽ bảo với mọi người là thôi mẹ không đi nữa vì mẹ không có tiền. Rồi, các bà công nhận sướng thật đấy. Có con mặc dù chẳng phải là trưởng phòng, trưởng phèo gì cả, thế nhưng mà vẫn cho mẹ đi du lịch đây đó đầy đủ. Ôi trời ơi, sao giờ tôi nó khổ đến này. Thật đi. Dạ, con có ạ. Thôi mẹ đợi một lát, con nào con lấy tiền cho mẹ ạ. Thế có phải con dâu ngoan không? Đi đi con nhé. Mẹ ăn cơm đi ạ. Ờ, cơm ạ. Em ăn cơm đi. Ôi dồi ôi, cái nhẫn này đẹp nhờ. Mình mà đeo vào tay mà mình mặc với cái váy hôm nọ mình mới mua, ôi dồi ôi, thì thật là hợp bộ luôn. Nếu mà mẹ thích thì mẹ cứ mua thôi ạ. Thôi, tôi chả dám nhờ vả gì cô đâu. Gớm nữa, tôi biết thân biết phận của tôi mà. Tôi già cho nên là tôi chỉ ăn bám con cháu thôi. Có ai có tốt ý, thì cho cái gì thì tôi mới dám nhận cái đấy. Chứ nào tôi dám đòi hỏi ai đâu. Ơ kìa mẹ, tại sao mẹ lại nói thế ạ? À? Tháng nào vợ chồng con cũng đưa cho mẹ một khoản, để mẹ thích mua gì mẹ mua cơ mà. Mẹ nói như thế người ngoài nghe được lại nghĩ là vợ chồng con đối xử tệ với mẹ đấy ạ. Thì tôi chỉ nói vu vơ như thế thôi mà, chứ tôi có nói anh chị đâu. Dạ thôi ạ, nếu như mà mẹ thích thì con sẽ mua tặng mẹ cái nhẫn đấy ạ. Cái gì cơ? Con vừa mới bảo là con tặng mẹ cái nhẫn kim cương này á. Ôi, con ơi con, thế thì ăn nhanh lên, ăn xong mẹ con mình đi mua luôn nhá. Đây này, đây con nhìn này, đây cái hình của nó là như này này. Đấy, cái đầu tiên bên phải đấy, con xem này. Ơ kìa mẹ. Mẹ ơi, nhẫn kim cương ấy ạ. Mẹ có xem nhầm không ạ? Tại vì cái này là đắt quá ạ. Ý của cô là không muốn mua đúng không? Mẹ ơi, bây giờ kinh tế cũng khó khăn, vợ con thì mới lên trưởng phòng, cũng chưa được lâu, căn nhà này thì cũng đang trả góp, còn nhiều khoản cần chi tiêu lắm. Hay là để lúc khác vợ chồng con mua tặng mẹ được không ạ? Mẹ ơi, ý con không phải là như mẹ nghĩ đâu ạ. Đúng là đợt này vợ chồng con đang khó khăn quá. Hay là lát nữa ăn cơm xong, con đưa mẹ ra trung tâm thương mại, rồi mẹ chọn cái nhẫn khác. Mẹ thích cái nào thì con sẽ mua tặng mẹ cái đấy ạ. Thôi nhá, tôi không cần nhá. Tôi biết thân biết phận của tôi rồi mà. Tôi già rồi thì làm sao mà tôi dám xài những cái kim cương như thế này. Và lại á, tôi ấy là mẹ chồng của trưởng phòng, chứ không phải là mẹ ruột của trưởng phòng đâu mà đòi này đòi nọ. Ôi trời ơi, đúng là số của tôi khổ quá mà, vô phúc quá mà. Thôi, kệ Hiền, để tí anh nói chuyện với mẹ sau. Ăn cơm đi. Mẹ ạ. Mẹ. Mẹ ơi, vợ chồng con có món quà tặng mẹ đi ạ. Thôi, tôi chả dám nhận quà của chị đâu nhá. Lương trưởng phòng thì được bao nhiêu mà cứ suốt ngày quà với các. Mẹ ơi, mẹ đừng nặng lời với vợ con như thế ạ. Vợ con đã mua cái nhẫn mẹ thích rồi. Mẹ đeo thử xem có hợp không ạ. Tôi không cần nhá. Lần trước ấy thì tôi bảo là mua cho tôi thì mặt nặng mày nhẹ. Thế bây giờ mua làm gì? Mua để lấy lòng tôi à? Mẹ ơi, đúng là hôm trước khi mà mẹ thích cái nhẫn này, lúc đấy vợ chồng con đang kẹt tiền quá, lại đến hạn đóng tiền trả góp cho căn nhà này nữa ạ. Thế nên là tháng này con mới cố làm tăng ca, rồi có thêm tiền con mua nhẫn tặng mẹ đi ạ. Con cứ nghĩ là nhận món quà này mẹ sẽ vui lắm cơ. Trời, quý hóa quá nhỉ. Rồi ôi, con dâu là vì tôi cho nên là phải tăng ca đấy. Mẹ chồng thì cái gì cũng tiếc,
Thế còn mẹ đẻ á, chắc phải mua cho vài cái nhỉ? Mẹ, sao mẹ lại nói thế ạ? Mẹ đừng có so sánh mẹ với mẹ con như thế được không ạ? Từ ngày mà con về nhà mình làm dâu, con luôn hết lòng phụng dưỡng cho bố mẹ chồng. Thậm chí đến bố mẹ đẻ con còn chưa sắm sửa cho ông bà được cái gì. Thế nên là mẹ đừng có so sánh như thế ạ. Đây, ôi giời ơi, đấy nhá, đấy. Bây giờ mày định giáo huấn mày dạy lại tao đúng không? Ôi giời ơi, là nước ơi, đời thuần là ai, con đâu kiểu đâu là con dâu dạy mẹ chồng như này. Ôi giời ơi, là trời tôi vô phúc quá mà. Mẹ ơi. Mẹ, đúng là vợ chồng con có rất là nhiều khoản phải chi tiêu, nhưng mà con chưa bao giờ than vãn. Thậm chí bọn con vẫn cố gắng hàng tháng đưa cho mẹ 10 triệu để mẹ chi tiêu mua sắm. Rồi lúc nào mẹ cần thêm cái gì, bọn con vẫn biếu thêm cho mẹ. Nhưng mà mẹ chưa bao giờ thấu hiểu. Mẹ không bao giờ mẹ hiểu cho bọn con cả. Hôm trước mẹ thích cái nhẫn này, đúng là lúc đấy là bọn con đang rất kẹt tiền. Con biết là mẹ thích, thế nên là con đã cố gắng làm tăng ca. Rồi con lấy mất số tiền tiết kiệm của bọn con ra nữa để mua quà tặng cho mẹ. Thế nhưng mà mẹ thì sao ạ? Đấy ạ, cơm mua cho một tí thì cứ kể la kể lể ra lắm chuyện. Mẹ, thôi em ạ, tính mẹ như thế rồi, em cố gắng nhé. Mẹ, chuyện này là sao? Mẹ nói đi. Mẹ. Thằng kia, cút. Mẹ, bố con vừa mất mà mẹ dẫn trai về nhà, mẹ làm như thế à? Thực ra thì mẹ vẫn phải có hạnh phúc của mẹ chứ. Hạnh phúc của mẹ? Thế mẹ có nghĩ cho chúng con không? Chúng con không cần hạnh phúc à? Suốt thời gian qua mẹ về mẹ bòn rút tiền của vợ con, là mẹ đem cho nó đúng không? Nó xúi mẹ đúng không? Cả cái nhân bọn con vừa tặng mẹ nữa. Vợ con biết mẹ thích nên cô ấy làm đêm tăng ca, rồi mang cả tiền tiết kiệm ra để mua tặng mẹ. Mẹ cũng mang cho nó rồi đúng không? Mẹ trả lời con đi. Thì cái nhận đấy là nó chỉ bảo là nó mượn của mẹ thôi mà. Mẹ đừng giấu con nữa, con biết hết rồi. Mẹ có biết là ở quê nó có vợ rồi không? Nó cặp với mẹ chỉ để lợi dụng mẹ thôi, mà không phải chỉ mình mẹ đâu, còn rất nhiều người khác nữa, mẹ có biết không? Thực ra là mẹ không biết là nó ở quê nó có vợ đâu. Nó lên trên này nó bảo là nó làm xây dựng, rồi nó có mỗi mình chưa vợ con gì cả, với cả nó khỏe, thế cho nên là mẹ bị... Rồi mẹ thương nó đúng không? Thế mẹ có thương con không? Con là con ruột của mẹ đây này, vợ con là con dâu của mẹ, mẹ có thương chúng con không ạ? Vợ chồng con ra ngoài kiếm tiền vất vả để rồi mẹ mang tiền cho người ngoài à? Con ơi con, thôi mẹ biết lỗi rồi, các con tha thứ cho mẹ nhá. Thôi, mẹ đừng nói thêm gì nữa. Con quyết định rồi, từ nay vợ chồng con sẽ ra ngoài ở riêng. Đừng. Mẹ, vợ chồng con đã bàn bạc với nhau rồi ạ. Bọn con sẽ quyết định ra ở riêng, và thỉnh thoảng bọn con sẽ về thăm mẹ. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn ạ. Con chào mẹ. Ok con dâu ơi. Con ơi con, thôi con ơi, con xem nào, con bảo vợ con đi. Con ơi, con đừng bỏ mẹ ở đây một mình nhá. Đừng để mẹ cô đơn mình, mẹ sợ lắm. Mẹ, mẹ sinh ra con, con rất thương mẹ, nhưng con cũng rất thương vợ con. Bao lâu nay cô ấy vất vả, khổ sở thế là quá đủ rồi. Con không thể nào nhìn cô ấy chịu khổ thêm được nữa. Con chào mẹ. Ok, ok Hải ơi.